Trong video ngày hôm nay, Jun sẽ tiếp tục làm một thử thách liên quan đến FPS ở trong Bad Wars. Do anh em đã yêu cầu ở video FPS lần trước, giờ Jun sẽ không làm để cho FPS tăng lên mà là cho nó giảm xuống với mỗi lần Jun mất một mạng. Thử thách này chỉ hoàn thành khi Jun chơi tới khi nào thắng được một trận trong 3 server, đó chính là Hypixel, Lucky VN và 3FMC. Anh em thấy video này ngắn đúng không? Là do Jun hoàn thành thử thách này rất cực kỳ nhanh đó anh em. Và nếu như anh em thích video này, hãy cho mình một like, subscribe. Và đừng quên đặt thử thách nào khó chơi một xíu. Ok, giờ thì bắt đầu vào video thôi. Let's go. Thì cái video thì cái server đầu tiên mà Jun chơi thì chính là Hypixel. Bởi vì nếu mà Jun chơi một server kia trước thì nó sẽ khá là khó cho Jun, bởi vì biết đâu trên server 3F này hay Lucky thì Jun có thể mất mạng hay gì đấy trong đấy, và có thể giảm FPS khi mà chơi Hypixel. Nên là Jun sẽ quyết định chơi Hypixel trước. Minion. Hoa từ, Jun phải để 100 FPS đã. Phải là thường. Đập hết luôn. Ok. Trường giáp và trường giáp là hơi nguy hiểm đấy. Oh. What? Hả? Thế chậm vậy? Thế thanh này đặt block lên cái buồn. Ôi. Oh. Fireball vẫn còn fireball, hơi sợ nhỉ. Kim cương thôi về. Cái canh lúc nào mà ông ấy bắt sang đường nhà Jun. Ai shippa. Phát nữa này. Oh yeah. Này có phải xong luôn không? Từ. Điều thằng cuối nó lại như một con boss thì. Điều thằng cuối nó lại một con boss. Ok, nó biết mình ở nhà rồi. Yes, sir! Ok. Tôi nghĩ chúng nó đúng anh em ạ. À. Nói chung là ôi. Nói chung chúng sẽ chơi 4-4 đi, xem chúng có thể ăn được không. Tôi nghĩ là không ai biết chúng đâu, nên là dễ. Xong rồi. Cái thằng bro nhất 1000 sao nó biết chúng rồi anh em. Hên quá, nó trong team Jun luôn. Các bạn ở trong team Jun luôn. Green. Ok, anh bạn follow làm rất tốt với của mình. Ok. Đây, Jun sẽ hy sinh một mạng nha. Thế đấy, các cháu ơi, nổ đôi. Nổ rồi. Thôi. Tăng FPS lên đi. Rồi, để xem anh bạn này chuyện có được. Thôi. Cầm cung à? Đúng rồi. Cung. Bing bong, chinh chong, linh long. Ôi! Bóp. Ok. Để hai thằng giờ đi như nổ mạng như nó ấy. Ôi! What the? Team ăn được rồi. Được không? Hai, ok. Nói chung chúng ta vẫn mất mạng này. Chúng ta còn 80 FPS thôi. Ok.
xong Lucky VN rồi, chúng ta sẽ chuyển qua 3F. Ok. Nên chơi 44 không ta? Nên chơi 44 không nhỉ? Chơi luôn. Nhìn skin quen quen. Nhưng mà không biết là ai. Một bếp. Take the diamond, take the diamond. Ui. What the? Oh my fuck. Chúng ta còn 75 nha anh em, chúng ta còn 75 nha. Ê, wow. Ok. Ôi. Oh my god. Ôi. Cất hay luôn. Ui. Nhảy luôn. À được. Cũng xong rồi. Tẩu thoát. Tẩu thoát này. Đâu, còn đâu nữa. 75 FPS đến đây. Đâu rồi. Ok. Đâu mọi người ơi. Và đó là... đấu khoan từ từ. Đó luôn mọi người. Cứ nghĩ thế là hết rồi, không có server nào để chơi nữa. Đấy. Thì nếu như anh em thích video này, like, subscribe. Và có thể đặt ra những cái thử thách nó dài, nó khó hơn một xíu. Nãy giờ có chết được tầm... chết được có 5 mạng anh em ạ. Ồ, chúng chơi cả 3 server, chúng chơi được đúng 5 mạng.